Bây giờ chúng ta đến với cái câu 1 chưa đề nha. Chưa đề 1. Phần 1 trắc nghiệm. Không ghi thì sao? Tất cả những cái gì mà thầy đưa lên bảng là các em phải ghi vào hết. Câu 1. Nào, câu 1 ai xung phong nào? Chọn cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm? Mày Diệp Anh nào? Đáp án A. Ok, bây giờ phương trình minh họa nào? Tất nhiên là không phải cứ cho đáp án là xong đâu, chúng ta phải có phương trình. Nếu mà xung phong mà viết ra phương trình đúng thì mới được cộng điểm. Diệp Anh biết được không? Thầy viết cái bảng cái gì các em viết vào bảng đấy. Nhiệt phân thành cái gì nào? Đúng rồi. Đúng rồi, cân bằng thầy nào. Rất tốt. Tiếp theo KClO3 nhiệt phân thành cái gì nào? Có nhớ không? Đây là câu hỏi của em mà. Nếu không nhớ thì người khác. Thế ai xung phong câu này nào? Thôi được rồi, một cái được cộng điểm. Ai xung phong nào? Bài đạt nào? Đúng rồi, cân bằng nào? 2, 2, 3. Thật tốt. Đấy, các em nhớ là các em có tích cực lên thì các em sẽ được thưởng tiền vào cuối đợt như vừa rồi đấy. Đây, đợt này thầy cộng dồn cả đợt trước Tết với đợt này. Bây giờ đến câu tiếp theo là câu 2. Nhóm chất đặt sau đây đều là oxit. Mày Quang Minh nào. Em chọn đáp án B, em cho thầy biết oxit là cái gì? Hai nguyên tố thôi nha. Đúng rồi. Hai nguyên tố nhưng mà phải có gì nhỉ? Phải có oxy. Phải có oxy. Nếu không có oxy thì cũng không phải oxit. Và nếu có ba nguyên tố trở lên cũng không phải là oxit. Đấy. Thế một nguyên tố có được oxit không? Cũng không phải. Phải hai nguyên tố. Chính vì vậy ta chọn đáp án. Đáp án B thầy đồng ý. Tất cả những cái gì thầy ghi bảng này các em phải ghi vào vở. Nếu mà các em không ghi thì lại trừ điểm. Các em hãy làm đúng những gì thầy hướng dẫn thì chắc chắn là điểm kiểm tra cũng như là điểm thi sẽ là tối đa. Đấy, sẽ là cao tối đa so với trình độ của các em. Chứ còn nếu mà các em cứ không ghi ra lười thì nó mất mỗi chút một tí thôi. Càng cẩn thận thì sẽ càng điểm cao. Đấy, các em nhớ là càng cẩn thận thì điểm sẽ càng cao. Thi học kỳ này các em cũng như điểm kiểm tra trên lớp các em báo. Kiểm tra lớp các em có điểm gì các em báo đây thầy cộng điểm. Đấy, xong rồi kiểm tra học kỳ thầy cũng sẽ cộng. Kiểm tra học kỳ thì nhân với 3 lần lên để thưởng điểm. Tí nữa thầy sẽ cộng điểm cho những bạn có điểm kiểm tra. Câu 3. Nhóm chất sau đây đều là axit. Vậy thì trước hết các em phải chọn axit là cái gì đã. Axit là gì và các em chọn đáp án. Mời Ngọc Linh nào. Là có, đúng rồi, có H này và gì nhỉ? Và gốc axit. Rất tốt, vậy em cho đáp án nào? Đáp án C. Đấy, suy đáp án C, thầy đồng ý. Đáp án C thì chỉ có H và gốc axit thôi. Thế bây giờ thầy sẽ không xung phong nữa, cho các em xung phong nữa mà thầy sẽ gọi chỉ định để cho ai cũng phải trả lời. Cứ trả lời đúng, trả lời được thì cộng điểm, còn nếu không thì trừ điểm, được chưa? Để ai phải tích cực. Để xung phong tạm thời tạm thế đã. Câu 4. Nhóm chất đặt sau đây là bazơ. Không thì nếu mà chỉ gọi những bạn xung phong thì những bạn yếu thì càng ngày càng yếu. Không được. Mời thế nào? Mời Bảo nào. Bazơ là gì? Trước hết là bazơ là gì đã? Là gồm có OH và gì nhỉ? Và kim loại. Chỉ có OH và kim loại thôi. Vậy thì em chọn câu nào? Đáp án nào? D. Em chọn đáp án D. Rất tốt. Câu 5.
Oxy phản ứng với nhóm chất nào dưới đây? Oxy đấy, cộng được với chất nào? Vậy Mai thì xem nào. Oxy tác dụng với cái gì? Đúng rồi, kim loại. Gì nữa? Phi kim và hợp chất, đúng rồi, và hợp chất. Kim loại, phi kim và hợp chất. Thế kim loại thì trừ cái gì? Có trừ không? Trừ vàng, bạch kim, bạc. Trừ vàng, bạch kim, bạc, thủy ngân. Trừ với những nguyên tố này là oxy không tác dụng được em ạ. Thế còn phi kim thì có trừ nguyên tố nào không? Phi kim thì chúng ta cũng trừ trừ một ít nguyên tố, trừ clo, trừ phlo. Đấy, trừ clo, phlo. Thế còn hợp chất thì có trừ không? Hợp chất thì cũng có trừ đấy. Cũng có trừ đấy, nhưng mà các em chưa hiểu rõ những chất nào không tác dụng mấy, đúng không? Cơ bản là thế này, các em cũng sẽ biết là những chất nào không tác dụng được sau. Tạm thời như thế đã. Vậy các em chọn đáp án nào? Mai chọn đáp án nào nhỉ? Đáp án D. Đáp án B. Thế vì sao chọn đáp án A? Vì A có cái gì nhỉ? Đúng rồi, clo trừ ra. Vì sao không chọn đáp án C? Có vàng và bạc, đúng không? Đều không phản ứng. D có vàng, đúng không? Ok, vậy ta chọn đáp án B. PT là bạch kim. PT là bạch kim. Em nghe đấy, bạch kim bao giờ chưa? Bạch kim là cái chất liệu mà người ta dùng để làm vòng cổ này, hoặc nhẫn đeo đấy. Vàng trắng, gọi vàng trắng ấy. Bạch kim là vàng trắng em ạ. Nó còn đắt hơn cả vàng. AG là gì nhỉ? Là bạc, HG là thủy ngân. Trừ một số này ra. Đấy, các em ghi vào để các em nhớ hơn nhá. Cái gì? Bạch kim, nếu mà các em hay xem ca nhạc thì có cái bảng, có cái giải, gọi giải bạch kim. Đấy. Rồi, giải bạch kim là dành cho những ngôi sao nổi tiếng. Các em ghi xong chưa? Ghi nhanh tay nào. Những bài mà thầy gọi trả lời đúng thì được cộng điểm. Mỗi lần được cộng 1 điểm. Câu 6. Công thức học của muối natri sunfat. Cái này siêu siêu dễ rồi. Công thức học của natri sunfat. Thầy không lấy Dương Công Phong nữa. Bây giờ là phải trả lời được. Rồi Khánh Linh như nào. Đáp án C. Natri sunfat, đúng rồi. Thầy gọi mà trả lời được vẫn được điểm. Nhưng câu khó thì mấy tinh thần Công Phong thôi. Câu 7. Một oxit của phốt pho có nguyên tử khối là 142. Đấy, công thức học của oxit là mà lớn của một oxit của phốt pho bằng 142. Hãy tìm oxit đó. Nào, câu này ai xung phong à? Đấy. Mời Minh Anh nè. Em chọn đáp án D, em làm thế nào? Đúng rồi, bài giải đấy. P và O đúng không? Trong đó là oxy hóa trị 2, vậy ta có P2 O N. P là chưa biết là hóa trị bao nhiêu cả, là tổng quát N. Rất tốt, vậy từ đó em mới suy ra là phốt pho là bao nhiêu? Mà lớn là bao nhiêu? 31 nhân 12 cộng 16 nhân N bằng 142. Từ đó em mới suy ra N bằng bao nhiêu? 142 trừ đi
31 nhân 2 bằng bao nhiêu đó xong chia cho 16. Đấy. Bài này hơi khó đúng không? Thế các em bấm N mấy? À. Thế ai làm được câu này? Ai làm câu này ra N bằng 5 mà giơ tay này. Ở dưới lúc trước em đã làm được đấy. Ừ. Tốt. N bằng 5. Bấm thử xem có đúng không? Tất cả các bạn còn lại các em bấm đi. Thế các em hiểu vì sao là công thức là P2ON chưa? Chéo mà. Hóa trị của phốt pho là N. Hóa trị oxy là 2 và chéo đây. Chéo đây. M lớn thì các em cộng hết vào thôi. Nếu mà ta tìm ra N bằng 3 thì là P2O3. Nếu mà N bằng tìm ra bằng 5 thì là P2O5. À, mình tìm ra bao nhiêu thì có P2O3 và P2O5. Có cả FeO nữa. Fe thì có hai hóa trị là hóa trị 2, hóa trị 3, hóa trị 2 là FeO, hóa trị 3 là Fe2O3. Thế còn P thì có hai hóa trị là 3, 5. Cũng được, đấy là một cách. Đấy, thế đấy là cách làm trắc nghiệm. Đây là cách làm tự luận. Thế các em tìm ra các N bằng 5 không? Thế còn cách thứ hai. Đây là cách 1 là cách các em giải tự luận, cách 2 là giải trắc nghiệm. Giống như bạn Minh Anh bạn đã làm đấy. Là các em thử máy tính, các em bấm hết đi. Đúng không? Các em bấm hết xem cái nào ra 142 thì ta chọn. Thử. À, từng cái một. Đấy. Thì cái nào ra 142, các em thử cái nào 142. Cái đáp án nào ra 142? Chỉ có đáp án D thôi. Chỉ có P2O5 có M bằng 142. Thế ai làm theo cái cách thử đáp án này giơ tay. Rồi, rất tốt. Đấy. Rất thông minh. Thế ai làm được theo cái cách tự luận này giơ tay. Rồi, cũng rất tốt. Đấy. Rất tốt em ạ. Thế cái cách này là chúng ta dùng khi nào các biết không? À, làm tự luận chúng ta không có đáp án để chọn, các em phải tìm. Thế còn các em làm này thì các em làm trắc nghiệm thì các em cứ thử thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, làm cả hai cái vào vở thầy nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta đến với câu số 8. Câu 8, thể tích mol chất khí hydro ở được tiêu chuẩn là. Câu này thì không thể nào mà không làm được đúng không? Câu này thì hỏi bất kỳ nhá, mời Nguyễn Minh Anh như nào. Tốt rồi. Vậy các em chọn đáp án B 22,4. Câu 9. À câu đây câu 7. Đây câu 7, đây câu 8. À. Đây câu 7 rồi nhỉ? Đây câu 8. Ô thế thôi hết rồi. Hết trắc nghiệm rồi, thầy thấy hơi ít tưởng là còn. À, câu 8 có gì mà không hiểu. Đây, đây nhá. Các em có hiểu là chúng ta có một cái bình như này, được chưa? Nhốt vào đây một mol chất khí. Đấy, sau đó thì người ta đưa cái bình này về nhiệt độ là 0 độ C, làm lạnh đến 0 độ C và người ta điều chỉnh để cho áp suất ở đây là 1 atm. Thì người ta đo cái bình này thấy thể tích là V bằng 2,4 lít. Thì cái này được gọi là thể tích mol ở được tiêu chuẩn. Thể tích mol nghĩa là gì? Là thể tích của một mol. Cái gì em? Người ta ghi là thể tích chất khí nhưng mà người ta phải ghi là thể tích mol mới đầy đủ em ạ. Thể tích mol nghĩa là thể tích của một mol. Đấy. Từ công thức này chúng ta mới suy ra công thức tổng quát là gì? Từ đây ta mới suy ra N bằng cái gì nhỉ? Đúng rồi. Một mol thì có thể tích là 2,4, vậy thì N mol thể tích là V, vậy là con N mới là 2,4. Thể tích mol mới là chuẩn em ạ. Thể tích mol của chất khí ở tiêu chuẩn có nghĩa là cứ một mol thì có thể tích là 2,4 lít. Có lấy hiểu chưa? Bây giờ đến
Phần 2 là phần tự luận. Thế các em có hiểu cái từ thể tích mol và từ khối lượng mol không? Tương tự đúng không? Khối lượng mol là khối lượng của một mol. Thể tích mol là thể tích của một mol. Câu tiếp là các em học sang phần 2 là tự luận. Câu 1. Câu 1, 1,5 điểm. Viết phương trình phản ứng điều chế biểu diễn sự oxy hóa. Sự oxy hóa. Sự oxy hóa AL. Thầy này, siêu dễ nhỉ. Siêu dễ thì thầy lại gọi tiếp Lâm lên nào. AL cộng với O2 thành cái gì? Al2O3 cân bằng nào. Ừ, 3O2. Rồi. 4 nhôm, tốt lắm. À, tiếp theo. Đến CA, CA cũng rất là dễ thôi. Đấy. Đây mày bình rồi xem nào. CA của O2 thành cái gì? CaO cân bằng nào. Hai vào đây. Hai vào đây, tốt lắm. Tiếp theo là đến K. K cũng dễ. À, thầy mời bạn nào bây giờ? Nguyễn Diệp Anh nào. Các làm nào. K cộng O2 thành K2O, tốt lắm, em cân bằng nào. 4 vào đây. Đây là mấy? 2, tốt. Đấy, thế là nói chung là có triển vọng đấy. Thầy lúc thầy dạy riêng mấy buổi là tốt ngay mà. Câu 2. Câu 2 là câu tính toán rồi. Có 20g KCl trong 600g dung dịch. Tính được độ phần trăm. Câu 2 ta có 20g KCl trong 600g dung dịch. Tính C phần trăm. Câu này thì đấy xung quanh dung phong. Ai làm được là mày Hưng nè. Áp dụng công thức là C phần trăm bằng công thức tổng quát cơ. M chất tan trên M dung dịch trên 100. Để thay số vào. 20 trên 600. Thế có 600 cũng cộng với 20 không? Không, bởi vì 600 là 600 gram dung dịch luôn rồi. Chứ không phải 600 gram nước đâu nhá. Nếu cho 600g nước thì các em mới cộng. Nếu mà 600g dung dịch rồi thì không được cộng đâu. Nhân 100 luôn. 3,33%. Hoặc là 3,33%. Lấy hai số cũng được. Lấy một số cũng được, lấy hai số cũng được. Nhưng mà thông thường các em nhớ là lấy hai số nhé. Quy định là lấy hai số là nó chính xác hơn. Tốt lắm. Câu B. Hòa tan 1,5 mol CuSO4 vào nước thu được 750 ml. Đấy, dung dịch tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4
Là tính CM. Cũng siêu siêu dễ thôi. Rồi mở vấn đề chung hẳn trong phòng. Mày Ngọc nè. CM bằng N trên V. N bao nhiêu đây? Ta đổi 750 ml bằng 0,75 lít rồi sẽ bằng 1,5 chia cho 0,75, bấm máy tính bằng 2 à 2 m đúng rồi, nhớ nha, thiếu đơn vị là cũng mất điểm đấy. Thế là xong câu 2. Bây giờ chúng ta đến với câu 3, câu tính toán. Đấy, các em thấy không, đề thi nó chỉ dễ này thôi. Thế nhưng mà thầy thấy là các em cứ mất điểm những cái đáng tiếc thôi chứ còn nó không khó. Câu 3. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiro. Dùng hiro để khử Fe2O3 để thu được 11,2 gram Fe hơi nước và hơi nước. Đấy, câu A là viết phương trình hóa học. Gọi Ngân lên nào. H2 cộng Fe2O3 Fe cộng với H2O tốt lắm. Cân bằng 2 và Fe 3 và H2O 3 vào đây. Rất tốt. Đấy, các em hiểu phương trình này chưa? Phương trình này H2 nó nhảy vào lấy oxy ra thôi. Đấy, sách giáo khoa nó có rồi. Câu tiếp theo. Tính khối lượng sắt 3 đã phản ứng. Tính khối lượng sắt 3 đã phản ứng. À xung phong nào. Sơn nào. Tính NFe thầy. Áp dụng công thức tổng quát là gì nhỉ? Đúng rồi, N mà nhỏ trên mà lớn, mà nhỏ là bao nhiêu? Trên mà lớn 56 bằng 0,2. Sau đó làm gì nữa? Đặt vào đây đúng không? Đặt vào đây 0,2 này. Sau đó là gì nhỉ? Nhân nhân chéo chia thẳng. Nhân chéo là 1 này, thẳng là 2 này. Bây giờ em suy ra N của Fe2O3 sẽ bằng 0,2 nhân 1 đúng rồi. Chia cho 2. Không bao nhiêu? 0,1 mol. Tốt lắm. Từ đó em mới suy ra M của Fe2O3 160 16 gram. Tốt. Các em chỉ cần trình bày vắn tắt này thôi, không cần phải lời dài dòng được. Nếu mà có lời thì càng tốt các em ạ. Thì theo phương trình đã có NFe2O3 bằng cái này cũng được. Thực ra trong đáp án nó cũng rất là vắn tắt mà. Nếu mà các em có lời cũng được và không có lời cũng chẳng sao. Đấy, có lời cũng được, không lời cũng chẳng sao. Bởi vì là nó quan trọng nhất là những cái con số này. Câu C. Thực ra thì chúng ta không cần nói là theo phương trình phản ứng ta có thì không theo thì làm gì đúng không? Vẫn phải theo phương trình như gì nữa. Không nói cũng biết là phải theo rồi. Câu C. Tính thể tích khí hydro đã dùng. Bạn nào nào? Quang Minh nào. N2 sẽ bằng cũng nhân chéo đúng không? Chia thẳng 0,2 nhân 3 trên 2 đúng không? Bằng 0,2 nhân 3 trên 2 0,3. Từ đó suy ra V của H2 sẽ bằng
Thế là xong. Bây giờ các em thử kiểm tra xem là các em mất điểm chỗ nào, hữu Sơn mất điểm ở chỗ nào. Bài 1 ta. Sai, vì sao sai? À, thiếu O2 à? Đấy, đáng tiếc đúng không? Thế Hưng mất điểm ở chỗ nào? À, em là 10 hả mà. Rồi. Thế còn những bạn khác thế nào? Ví dụ như là Đạt thì em mất điểm ở chỗ nào? Không cân bằng phương trình nào? À không, cái nào cân bằng cả. Ờ, đáng tiếc nhỉ. Câu đấy là mất điểm rưỡi đúng không? Thế Quang Minh em mất điểm ở đâu? Đây câu 2 à? Chứ làm đúng à? Làm sai kết quả à? Thế bạn Ngọc Linh nhờ, em mất điểm chỗ nào? Ngọc Linh, em mất điểm chỗ nào? Quên không khanh câu 8 à? Ê, à, đáng tiếc không? Rồi. Ok, thế bây giờ ta quay lại với bài tập ở trong sách giáo khoa nhá. Quay lại bài tập sách giáo khoa nào. Trước khi quay lại bài tập sách giáo khoa thì cộng điểm đã, không thì quên mất. Có bạn nào có điểm thì báo nào. Sơn nào. À, mấy điểm cộng. Xung phong ấy. Một. Lâm à? Lâm có xung phong không nhỉ? À, có được gọi không? Có hả? Một hả? Những bạn nào mà được gọi thì vẫn được cộng điểm nếu trả lời đúng. Đấy, xung phong cũng được cộng điểm. À, Diệp Anh, ông Nguyễn Diệp Anh nào? Có điểm không? Có được điểm cộng thêm không? Một đúng không? À, Phạm Diệp Anh, rồi Ngọc, rồi Minh Anh, rồi Ngọc Linh, Khánh Linh, Trâm Anh, rồi Bảo cũng không đúng không? À Bảo có đúng không? À, Quang Minh, một tiết tầng 5 mà. Thế sao? Nếu mà có điểm miệng ở trên lớp hoặc điểm một kiểm tra một tiết trên lớp cứ báo cộng điểm. Ừ. Bình. Rồi. À, Mai. Rồi. Đạt. Rồi. Hưng. Rồi. 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 15 phút được 9,5 à? À một tiết. À. Được 9 à. Rồi. Ngân. Ừ. Một tiết 9,5 hả? Một điểm trong vở là 10 nữa hả? Rồi. Em 7 15 phút hả? Ơi, Ngọc 7 15 phút. 9,5 một tiết. Rồi, mới lại 15 phút hả? Tốt. Thế còn Khánh Linh cũng học cùng lớp với Trâm Anh có điểm gì không? À, chưa biết hả? Ừ. Thế còn ai nữa không? À, Sơn 15 phút 10 nữa hả? Ơi. Bài Anh được gửi điểm hả? Rồi. Ơi. Ơi, ai nữa nào? Em được gì? 8 một tiết hả? Ờ, tốt. Em là Minh Anh đúng không? À, Diệp Anh hả? Nguyễn Diệp Anh.
8. Thế còn bạn Nguyễn Minh Anh? Nguyễn Minh Anh có điểm gì không? Một tiết được 6 à? Tốt. Ơi, 1 7,5 hả? À, vừa đấy thầy chưa gọi điểm bạn Nguyễn Minh Anh. Em báo đi có những điểm gì. Thầy gọi chưa gọi cái gì cả đúng không? Quên mất thầy chưa cho tên em vào đây. Có cái điểm bài kiểm tra vừa rồi em được mấy điểm? 5 hả? Thế còn cộng điểm thì thế nào? Rồi mới lại một điểm kiểm tra một tiết nữa hả? À, 6 điểm kiểm tra một tiết trên lớp đó hả? Rồi, ok. Ơi, Bình hả? Ờ, Bình. Một à? Bao nhiêu? Một điểm một tiết à? Bao nhiêu? À, mình để gọi. Một tiết. Một tiết là mấy? 3,5 à? Sao học mãi vẫn chưa lên được thế em? Ít thời gian được 5 chứ. Yếu lắm, Bình học yếu quá. Thầy đang tới không? Nào, bây giờ các em quay lại với bài tập sách giáo khoa nhá. Hôm trước thầy chữa bài bao nhiêu rồi anh nhỉ? Sơn em hôm trước thầy bài bao nhiêu rồi? À, thầy chữa lên bài số 5 sách giáo khoa trang 116. Số 5 sách giáo khoa trang 116 hả? Trang 146. Bài số 5 rồi hả? Bây giờ bài số 6. Các em làm bài số 6 nhá. À, thầy từ đầu vẫn chưa gọi điểm tổng kết bài tập sách giáo khoa đúng không? Thế các em kiểm tra đi bài tập sách giáo khoa như nào các em báo. Hôm trước thầy không giao à? Không giao mà các em làm các vẫn báo. Không giao mà các em làm vẫn được cộng điểm. Đấy, các em tự kiểm ôn lại đi, à, kiểm tra đây xem là có tự thêm, làm thêm bài nào thì thầy cộng điểm vào đấy. Để thực hành được. À. Rồi, nhiều thế. Được anh. À, Quang Minh đúng đấy, thầy cũng chưa cộng. À, cộng rồi. À, Quang Minh được điểm 10 thực hành nữa hả? Ai nữa? Lâm nữa hả? Rồi. Bạn Bình nữa.
À còn gì nữa? 8 điểm bài tập hả? 8 điểm bài tập gì? Bài tập sách khoa. Rồi, ai nữa nào? Ngọc nào? 7 điểm thực hành nhỉ? Em có điểm thực hành nữa à? Ai nữa, ai điểm bài tập nữa? À em là Nguyễn Minh Anh đúng không? Nguyễn Diệp Anh. Em được 10 điểm thực hành nhỉ? 9 hả? Nào, thế bây giờ thầy in cho các em cái một cái tờ đề nữa. Để buổi sau các em làm. À, buổi sau các em chữa nhá. Đấy, trong lúc nó in, trong lúc thầy in thì thầy chữa nốt bài 6 trang 146 nhá. Bài 6 trong 146. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi người sau. Câu A. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi người sau. Câu A là 2,5 lít. Dung dịch NaCl 0,9 m. Đấy. Các em có hiểu đề câu này không nhỉ? Ai chưa hiểu cái đề giơ tay. Đấy. Thầy sẽ thể thích nhá. Ok. Bây giờ các em hình dung ra người ta yêu cầu chúng ta phải pha một cái bình. Một cái bình này chứa là bao nhiêu lít đây? 2,5 lít. 2,5 lít chứa cái gì các em? Dung dịch. Dung dịch gì? NaCl. Và cái nồng độ nó bao nhiêu đây? 0,9. Vậy có nghĩa là các em phải làm gì? Có nghĩa là các em phải lấy bao nhiêu gam muối ăn để cho vào cái bình này. Sau đó thì các em lấy 2,5 lít nước các em đổ vào đây xong rồi khuấy lên. Đấy thì được. Các em đã hiểu đề chưa? Tóm lại là bây giờ các em phải tính được xem là cho vào cái bình này bao nhiêu gam chất tan, sau đó lại đổ 2,5 lít nước vào đây, sau khuấy lên thì thu được dung dịch là 0,9 m. Đấy. Nào ai chưa hiểu đề giơ tay nào. Ok, các em hiểu đề rồi, bây giờ ta tính nhá. Bài giải. Thầy hỏi là ai đã làm được bài này rồi, giơ tay. Nào. Hưng nào, tốt. Ai đã làm được nữa rồi nào? Ngân nữa, tốt. Những bạn nào làm được thầy cộng điểm. À, tí nó báo thầy cộng điểm. Bây giờ thầy hướng dẫn để các em biết cái làm nhá, cho nhanh này. Các em muốn tính được m chất tan thì các em phải dùng công thức là gì nhỉ? M chất tan thì bằng n nhân gì nhỉ? N nhân với m lớn. Muốn tính được m chất tan thì cần tính được n. M lớn các em biết chưa? 23 nari là 23, calo là 35,5. Vậy NaCl là cộng vào 58,5, biết rồi. Vậy các em muốn tính được cái n này. Mà muốn tính được n em dùng công thức gì? CM thì bằng gì? N trên V. Vậy đó suy ra n thì bằng cái gì? CM nhân V.
Không phải là nhân 24 đâu, bởi vì là 24 chất khí cơ. NaCl sẽ là chất khí hay chất rắn em? Chất rắn thì có dùng V24 không? Không. Bây giờ thì ta nháp thôi, bây giờ giải. Giải cụ thể này. Đây nháp. Thì ta có công thức là CM bằng gì? N nhân V, đó suy ra N bằng CM nhân V. Từ đó suy ra N của NaCl thay vào bao nhiêu đây? CM bao nhiêu? Nó cho là bao nhiêu đây? 19. Thế V cho là bao nhiêu đây? 2,5. Em bấm máy tính ra xem bao nhiêu? 2,25. Đấy. Mol. Từ đó em mới suy ra là M của NaCl. Em A công thức của quát là N thì bằng M nhỏ trên M lớn mà. Vậy thì M nhỏ thì bằng gì? N nhân với M lớn. Thế N là bao nhiêu đây rồi? Thế mà lớn là bao nhiêu? 8,5. Bấm máy tính ra xem bao nhiêu? 100 bao nhiêu? 62 à? Có đúng không? 625. Đấy. Thế là xong. Rồi, đấy, các em cứ xem đi. Sau đó thì chưa hiểu thầy sẽ giảng lại. À, có ai chưa hiểu chỗ nào không? Thầy phát cho các em cái đề nhá. Về nhà các em sẽ làm rồi buổi sau chúng ta lại chấm. Chấm để tính điểm. Về nhà làm trước đi, buổi sau chấm luôn cho nó nhanh. Về nhà làm trước thì thầy cho các em dùng tài liệu thoải mái. Nào, cái câu này có ai chưa hiểu không? Bây giờ thầy giao bài tập về nhà. Bài tập 1 là các em làm đề số 2. Đấy, thứ hai là làm lại đề 1. Tôi lặp lại đề 1. Và số 3 là tự làm đề cương, nếu bạn nào có đề cương ôn tập học kỳ trường phát đấy, nếu có đấy. Nếu mà các em làm đề cương các em vẫn được cộng điểm em ạ, làm những cái này các em được bao điểm vẫn được cộng. Thế bây giờ như này, đến tuần sau là chủ nhật, thầy có việc, thầy phải đi vắng đấy, nên là chúng ta sẽ đổi sang buổi khác, được chưa? Tối thứ bảy, tối thứ bảy ai vướng ở giơ tay nào. Tối thứ bảy rồi, từ 7:45 đến 9:30. 1, 2, 3, 4, 5 bạn vướng. Hưng vướng hả? Rồi, thế bây giờ thầy hỏi buổi thứ hai là 5 giờ đến 7 giờ thứ bảy ai vướng? 5 giờ 7 giờ thứ bảy. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Thế bây giờ thầy hỏi buổi thứ ba là từ 5 giờ đến 7 giờ ngày thứ tư. 5 giờ bây giờ thứ tư là vướng nhiều hơn đúng không? Em vướng nữa hả? Rồi. Thế rồi. Thế còn một buổi nữa xem nào. 5 giờ đến 7 giờ ngày thứ 5 ai vướng? 5 giờ 7 giờ ngày thứ 5. Rồi, thế thì đông người vướng đúng không? Vậy các em
Thế thì em chốt cho thầy một buổi là từ 5 giờ đến 7 giờ. À thứ bảy nhỉ? 5 giờ 7 giờ thứ bảy mai vướng nào, lại nào. 5 giờ 7 giờ ngày thứ bảy. 1 2 3 4 5. Rồi, thế năm đến tối ngày thứ bảy. Tối ngày thứ bảy ai vướng? Thầy so sánh xem cái nào vướng ít thì để học. 1 2 3 4 5 6 7. Vậy thì em chốt cho thầy buổi 5 giờ đến 7 giờ ngày thứ bảy nhá. Thì có mấy người vướng nhỉ? 5 giờ 7 giờ ngày thứ bảy ai vướng nào? Giơ tay lại nào. 1 2 3 4 5. Có 5 người vướng thôi. 5 người vướng thì cơ bản là các em này sẽ học lại qua video clip nhá. À, hôm đấy thầy sẽ chữa đề. Tiếp tục chữa đề. Chốt lại nhá, các em ghi vào thầy. Ghi vào không quên đấy, là đổi này. Đổi chủ nhật tuần này. Nghỉ. Đấy. Học bù trước. Học bù trước vào. Vào tối. Tối hay là gì nhỉ? À chiều. Tự nhiên này vào 5 giờ đến 7 giờ. Đấy, thứ bảy. Đấy. Thế còn tối thứ bảy này thì các bạn học riêng thì vẫn sẽ học. Đây, bạn Diệp Anh với bạn Minh Anh nhá, tối thứ bảy là đến học riêng. Học riêng Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Minh Anh cơ. Đấy, tối thứ bảy học riêng luôn. Thầy thầy sẽ học từ 8 giờ. Học 8 giờ trên rưỡi, học tiếng rưỡi thôi để các em đỡ về quá muộn. Đấy. Nhưng mà học riêng bổ sung ấy. Có. Có chứ. Bây giờ cộng điểm tổng kết cuối vào sổ nhá. Bạn Sơn là 38, à 31,8 này. Sơn 31,8. Lâm là 30 này. Nguyễn Diệp Anh là 25 này. Rồi. Phạm Diệp Anh là 9,75. Bạn Ngọc là 22,5. Bạn Minh Anh là 28. Bạn Ngọc Linh là 13,5. Bạn Khánh Linh 13,5. Bạn Trâm Anh là 32,5. Bảo là 6. Quang Minh là 28. Bình là 18. Mai là 24,3. Đạt là 11,8. Hưng là 29,5. Ngân là 31,5. Còn bạn Nguyễn Minh Anh 8. Đấy. Thôi bây giờ thầy sẽ thu xong rồi các em nghỉ. Các em nhớ lịch thầy dặn chưa? Đấy, về ăn cơm xong rồi tối học tiếp.